Vâng, em Khanh ô tô cũ Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay xin giới thiệu tới anh chị và các bạn một cái mẫu xe mà vừa mới về cửa hàng. Mẫu xe khá là đẹp cho anh chị và các bạn mua về chạy dịch vụ và gia đình sử dụng. Mẫu xe này và một cái mẫu xe mà khá là tiết kiệm xăng nhé. Form dáng thì rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn, hãng Hyundai. Hãng Hyundai thì anh chị và các bạn biết rồi, thì rất là lành, bền bỉ. Một cái dòng xe cũng rất là lành và bền xe. Form dáng rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Đây, cửa tiền trên 300 chút thôi. Trên 300 thôi anh chị và các bạn sở hữu cái mẫu xe này. Vâng, em xin giới thiệu đây là một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2011, trang bị số tự động. Dòng này nó sử dụng máy động cơ xăng 1.4, rất là tiết kiệm xăng. Form dáng rất đẹp, màn hình căm lùi trang bị đầy đủ rồi. Đây, cái tông màu đỏ này. Nếu anh chị và các bạn đang tìm kiếm cái mẫu cái màu với xe này, đây là chiếc xe rất là đẹp. Nếu anh chị và các bạn muốn sở hữu cái mẫu Hyundai Accent 2011 này, đăng ký lăn bánh lần đầu 2012 anh chị và các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc, thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0943 622 621. Vâng. Còn đến trực tiếp tại cửa hàng của em Khanh nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn, Hải Dương để trực tiếp xem cái mẫu xe này. Xe rất an toàn về hệ thống như cảm biến sau xe này, rất an toàn nhé. Cái nùi xe và có cả màn hình cam nùi này, rất là thuận tiện cái nùi xe. Dòng này nó sử dụng phanh ABS và hệ thống túi khí, rất là an toàn khi sử dụng đi lại. Phanh ABS thì là 4 bánh này, rất an toàn. Trên vô lăng, trên trong cabin thì có 2 túi khí nhé, rất an toàn khi đi lại. Còn về lốp thì nhìn này, khả năng sử dụng rất là nhiều, sền lốp còn rất là mới. Mẫu xe này thì mới chỉ về cửa hàng bên em trong chiều hôm qua thôi. Sáng nay cho quay giới thiệu tới anh chị và các bạn luôn, xe chưa có làm cái gì cả. Thì cũng có những cái điểm sơ sát như này bên phần thân vỏ chiếc xe, thì cái này thì cũng không thể tránh khỏi khi sử dụng. Cái này sau khi quay xong em sẽ cho sơn tỉa đánh bóng rất là cẩn thận cho anh chị và các bạn mua về chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Xe rất là đẹp và cam kết tới anh chị và các bạn là xe đến thời điểm bây giờ là không có vấn đề gì anh chị và các bạn nhé, rất là đẹp. Dòng này được cái sử dụng máy động cơ xăng có 1.4, rất là tiết kiệm, rất tiết kiệm xăng. Nếu mà chạy dịch vụ thì quá tuyệt vời rồi. Form này, rất là cân đúng không ạ? Hiện tại thì xe mang tên tư nhân chính chủ biển của Thanh Hóa nên là việc ra tên rất là nhanh. Đăng kiểm thì vẫn còn đến tháng 10 cơ, đăng kiểm tháng 10 nhé. Thời tiết trong cái thời điểm bây giờ rất là nóng nên là em đang quay dưới gốc cây, nên là nó có thiếu một, nó nhìn nó không được sáng bóng, nó không nhìn, nó không được rõ nét như, và nó nhìn nó không được đẹp như trên ngoài thực tế. Là chiếc xe rất là đẹp, trên clip thì nó hơi tối một chút. Dòng này thì xi nhan tích hợp trên gương này, tay nắm cửa này, có mạ này, mạ chrome hết rồi, và chân nhập kính này. Đấy, chân nhập kính này đã cho cái vè chắn nước này đã gắn lên rồi. Gầm bệ rất chắc nhé anh chị và các bạn nhé, gầm bệ rất chắc chắn. Đó anh chị và các bạn nhìn nhé, gầm bệ rất chắc. Đây anh chị, em mời anh chị và các bạn cùng em vào bên trong này xem này. Đấy, phần nội thất thì còn khá đẹp đúng không ạ? Vô lăng tích hợp nhé, có gẩy số này, đây nhưng mà chiếc xe giữ gìn khá là tốt. Đấy, chủ xe giữ gìn khá là tốt. Nhìn đến bây giờ nội thất bên trong nhìn còn khá đẹp. Đây, hàng ghế sau cũng vậy, nhìn nó khá đẹp đúng không ạ? Đây, giá chỉ có hơn 300 triệu tí ti thôi nha anh chị các bạn nhé, hơn 300 triệu tí ti thôi. Cho anh chị và các bạn mua về sử dụng cái mẫu xe này. Riêng cái đặc điểm ưu của dòng xe này là đi rất là lành và tiết kiệm xăng, nên nó đánh giá là cái dòng xe mà để chạy dịch vụ rất tuyệt vời, rất là hợp lý. Và form dáng thì cái dòng này rất là đẹp, mình có thể mua về chạy dịch vụ hoặc là xe hoa xe cưới cũng được, vừa chạy dịch vụ vừa gia đình sử dụng, rất hợp lý. À, lốp sơ cua đầy đủ theo xe đấy ạ. Ok nhé anh chị các bạn nhé. Xe này form dáng rất đẹp, từ những hệ thống đèn, từ những hệ thống đèn nhé, rất là cân, xe rất là cân. Và nếu anh chị và các bạn muốn xem trực tiếp cái mẫu xe này thì có thể đến tại cửa hàng của em Khanh, làm trên đường 388 thị xã Kinh Môn, Hải Dương, để trực tiếp xem cái mẫu xe Hyundai Accent này. Phải nói là rất là đẹp, đời 2011 mà giữ gìn khá là tốt. Em sẽ vào bên trong rồi quay và kiểm tra tất cả các trang thiết bị cho anh chị và các bạn xem nhé. Trước tiên em sẽ đèn máy này. Không hiển thị một cái lỗi nhỏ nào. Rồi, anh chị và các bạn nhé, không có một lỗi nhỏ nào. Đấy. Trang bị màn hình cam lùi này. Đấy, màn hình này rất là lớn. Nếu mà nhìn số lùi rất là nét. Đây, em sẽ để nhìn anh chị các bạn nhìn này. Đấy, nhìn đằng sau này rất là nét. Đúng không ạ? Rất là tầm quan sát rất là dễ. Đấy, khi không cần lùi thì mình đây là những cái màn hình giải trí rất là nhiều các chức năng. Kết hợp rất nhiều chức năng. Hệ thống an toàn của chiếc xe thì có hai cái túi khí cho ghế lái và ghế phụ bên kia. Ghế lái thì bên này rất an toàn, và phanh ABS thì được trang bị đến 4 bánh, rất an toàn. Tiếp theo là những cái trang thiết bị khác của chiếc xe này. Đó, gạt mưa này hoạt động đầy đủ nhé, kính tự động này. Đó. Tất cả đều rất là mượt. Vô lăng thì tích hợp nhé, có nút bấm điều khiển âm thanh này, gảy số này. Đấy, số này. Đấy, cái điều hòa thì không phải bàn rồi, rất là mát. Rất là nhiều người mua cái dòng xe này về để chạy dịch vụ, riêng cái dòng Hyundai này gia đình sử dụng thì cũng rất là tuyệt vời, rất là bền. Nó cái dòng này nó có cái đặc điểm rất là mạnh là bền xe và đi rất là lành. Thì tiếp theo em mời anh chị và các bạn được em đến kiểm tra cái động cơ của chiếc xe. Động cơ của Hyundai cũng là một trong những cái dòng động cơ mà bền bỉ và lạnh, rất là như kể cả những cái dòng xe tải như vậy. Rất nhiều người lựa chọn cái dòng Hyundai để sử dụng. Đây. Đúng không ạ? Máy thì còn zin nhé, máy này là máy zin được, rất êm. Để máy chắc chắn, máy nổ rất êm luôn. Đấy, cái tiếng máy rất là đều. Dòng này nó sử dụng máy 1.4 nhé, nên là cái nếu mà để làm tiêu hao xăng ấy thì nó cũng chỉ rơi vào dưới 6 lít trên 100 km. Số tự động thì nó có thể là cao hơn một chút, nếu anh chị và các bạn đi tốt thì có thể tầm chỉ 6 lít trên 100 km thôi, nếu là số tự động. Nên là nó rất tiết kiệm xăng đúng không ạ? Thì nó còn ốc này, chưa có động chạm gì cả. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thân vỏ thì nó sơn zin còn rất nhiều nhé, để mà nó bảo là sơn zin 100% thì là không có rồi, thì xe đi không thể tránh được xước sắt va quẹt. Cái đấy và những cái xước sắt nho nhỏ thì cái này thì không tránh được, cũng có sơn tỉa và đánh bóng sơn tỉa, nên là đến thời điểm bây giờ thì không thể nói là nó có sơn zin 100% được, nhưng mà còn sơn zin còn khá nhiều. Đấy, mẫu xe rất đẹp, giá cửa tiền thì trên 300 một tí thôi anh chị và các bạn ạ. Đời 2011 và đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2012. Xe nhập khẩu, máy 1.4 ở đồng số tự động, tên tư nhân chính chủ nên việc ra tên rất là nhanh. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu Hyundai Accent 2011 này thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại là 0943 622 621, và đến trực tiếp tại cửa hàng để xem trực tiếp cái mẫu xe này. Còn một lần nữa em Khanh xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.